này ta có gặp bớt khó khăn, đói khổ này, người ta mới lấy đến con mình. Chúng mày lấy nhau lúc này u thương lắm. Vâng, người ta cũng lo bớt khó khăn, đói khổ này, người ta mới lấy đến con mình. Yeah. Chúng mày lấy nhau lúc này u thương lắm. Người ta cũng lo bớt khó khăn, đói khổ này, người ta mới lấy đến con mình. Yeah. Chúng mày lấy nhau lúc này u thương lắm. Từng muốn được nêu lên ngay ở đầu này câu chuyện vợ nhặt một anh dân nghèo xấu xí lỡ hơi. Mẹ vợ bỗng nhặt được vợ một cách dễ dàng, một chuyện kỳ lạ khiến cả xóm một cư phải ngạc nhiên. Mẹ anh ta cũng ngạc nhiên, bản thân anh ta cũng lấy làm lạ, cứ ngờ ngỡ như không phải thế. Nhưng khi đã hiểu ra rồi thì lại nảy ra một điều ngạc nhiên khác. Giữa lúc đôi khắc này, một anh dân nghèo nuôi thân chẳng xong lại còn lấy vợ, một tình huống đặc biệt éo le. Vừa mừng vừa lo, vừa vui vừa buồn, và càng ngẫm nghĩ càng thấy ai oán xót thương. Không ai thấm thía điều này hơn ba cụ mẹ. Cháu ơi, người ta dựng vợ gả chồng cho con là lúc trong nhà ăn nên làm nổi, những mong sinh con đẻ cái mở mặt sau này. Nhưng người ta có gặp bức khó khăn đói khổ này, người ta mới lấy đến con mình. Chúng mày lấy nhau lúc này u thương lắm. Tình huống này là